Hello. Mà lại online biết được quá. Anh quay nở lại bằng thành thì thôi. Anh đâu này? Đâu ấy? Nó đi đài đấy. Nở lại bằng thành. Hôm nay được dịp đi ăn cỗ. Về đây quay phim một tí. Nào lại bằng thành. Em đèo anh hay anh đèo em? Anh đi, anh đi. Em khăn đi vậy. Chị Tâm ơi. Để anh chị đi nha, chị đi. Nó rồi. Đây là một bản người Tây, nhà sàn, sườn đồi sườn núi, rất truyền thống của người Tây. Bên dưới thì có ruộng lúa, dưới nhà ấy. Bên nào cá theo mộng rồi đấy. Thôn lần lại xã Bắc Thành thì Bắc Nặng từ Bắc Cạn. Thì em đóng dấu hay là anh đóng dấu đấy? Không. Anh quay nàn lại tí, cho lên tivi tí. Trời ơi. Phải rồi em ơi, chào em. Đẻ rồi anh ơi. Cái gì em đẻ rồi á? Bảo là ra đấy gặp tế. Em có mua cái máy sao để cho họ lấy đi? Em Linh nhìn đây tí nè. Mọi người đi và các anh đi, chị đi mà. Chị biết nào đó là các anh đi, chị đi. Chị Tâm đi mà. Chị biết nào đó là các anh đi. Anh chờ đây. Em mời anh ạ. Lên em đèo đúng không? Em ơi, cho anh ghi lại cái hình ảnh nan lại một tí. Đây có thể là lần đầu tiên có. Lần đầu tiên hả? À. Ở đây lần đầu tiên đấy. Hai anh em này lần đầu tiên đi đến Bắc Nặng, đến Bắc Nặng đấy. Đây 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 đây, lần đầu tiên nhé. Đúng rồi, được, được, được.
Đây là Điện Cố ở Nà Lại này, xã Bằng Thành. Lúa chín vàng chuẩn bị gặt. Nà Lại Bằng Thành. Hello, bye bye và hẹn gặp lại nha. Đấy, chính ơi. Em đổ hết mặt đây này. Anh cái đường là lại thành thôi. Kỷ niệm về đây chơi. Anh ơi, tôi gặp đi mời anh nha. Em đi cẩn thận bay không ao? Không sao anh ạ. Bay xuống đây còn gì là nên người nữa. Không sao đâu. Em phải cố lên. Anh ơi. Ui u. May không xuống dốc đấy. Không sao đâu anh ơi. Nà Lại Bằng Thành nhá. Đây là đi Nà Lại Bằng Thành nhá. Đường hay đấy, nhảy nối lại từ trưa nhá. Nối lại từ trưa nhá. Đăng ký trước nhá. Nhất trí, em đăng ký và chọn nào để anh em mình hát nhả xong ca nhá. Vâng. Nối lại từ trưa. Vâng. Anh nhớ nhá. Nếu em quên thì em phải chọn. Nhất trí. Giống như ngày xưa anh em mình gặp nhau ấy nhỉ. Bao nhiêu nay mình gặp nhau giống như ngày xưa vậy. Kiếp trước em ở đâu hay sao mà kiếp này anh em mình gặp nhau đó. Nói lại từ xưa bắt dính nhau ở thì sao em? Còn chưa biết được à. Nà Lại Bằng Thành. Anh cũng là giáo viên rồi. À. Gần đây thôi mà. Hả? Gần ở Sơn Lâm gần đấy mà. Cũng không hẳn là gần đâu à. Sao em chọn bài hay thế nhỉ? Đó là tình xưa. Em chỉ biết là hát thôi bài đấy hả? Rồi, anh đã có khoảnh khắc ở Bạch Thắng. Có chứ. Chẳng qua là em chưa có trong hình ảnh này thôi. Tất cả kính mời anh Vinh nha. Không phải. Ừ. Đây đây. Theo chị. Ở tận đâu này? Ở tận đâu? Đi một đoạn nữa anh ạ. À, đến chiều cấp 2 kia đúng không? Dân chủ thì ban đi. Em có đi đâu đấy? Hình như cái anh sai rồi. Cố lên lên. À, cố lên xe ơi. Thank you.
phiền gia đình quá. Không sao đâu anh. Mình rồi. Có phải là vì hôm nay là sinh nhật của bạn mình không anh? Nhưng còn em mới được biết là bạn của anh nữa. Đó là một cái bánh dự của gia đình. Đấy. Nhưng mà phiền gia đình nữa. Không sao đâu anh. Đúng. Đây là trường cấp 2 nhỉ? Vâng. Bên này là trường cấp 2 ạ. Đi một đoạn là ủy ban nữa. Anh cũng được qua đây rồi nhưng mà khá lâu. Nhưng mà chưa được chi tiết thế này. Đúng rồi. Chưa gặp lại ngày xưa chứ. Có nhiều ổ voi. Ở đây không, hả? Không thẳng. Đi nữa đúng không? Đây anh ạ. Ui, em cẩn thận. Chứ không sao. Đây ủy ban nhân xã một thằng anh ạ. Mấy nhá. Đúng không?